Dạ rồi, xin chào anh chị các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel nha. Hôm giờ anh chị các bạn khỏe không? Thì cũng lâu rồi mình không làm video ha. Mình nhớ cái clip mà gần đây nhất mình làm là mấy tháng trước rồi, tháng 11 thì phải. Thì cái lý do là tại vì là mình cũng dành nhiều thời gian để mình chuẩn bị cho một vài cái kế hoạch kinh doanh của bản thân. Rồi mình làm giấy tờ để mà cho em dâu mình sang Canada. Rồi mình dành nhiều thời gian lắm cho cái việc chăm sóc cái nhóm ở trên Facebook của mình, nhóm tự xin visa Canada Mỹ Úc á. Mình chia sẻ thông tin về di trú những cái nước này để cho anh chị các bạn tham khảo ở trên đó. Sau đó thì mình cũng về Việt Nam ăn Tết anh chị các bạn. Thì mình về hồi tháng 2 á, rồi ở khoảng 2 tháng tận hưởng với gia đình, thì bắt đầu tháng 4 mình sang Canada lại. Rất là vui luôn, vì cái đợt sang Canada này là có em dâu của mình nữa. Nghĩa là gia đình của mình thì các mấy anh chị em thì cũng được đi Canada gần như là hết rồi. Cảm giác rất là hạnh phúc luôn. Ok, thì một chút xíu cái tin tức về cá nhân là như vậy để cho anh chị các bạn theo dõi mình. Ngoài ra thì ở cái phần tiếp theo của video á, phần chính của video thì mình nói về cái tình hình nhập cư tại Canada. Và cái phần kết thì mình sẽ chia sẻ chút xíu về cái tình hình là visa 462, cái thay đổi của visa 462 cho anh chị các bạn quan tâm ha. Ok, thì bắt đầu clip về tin tức của nhập cư Canada. Thì hiện tại á, cái tình hình nhập cư Canada nó đang rất là khá nha anh chị các bạn, rất khá là đằng khác đó. Lý do là bởi vì là cái tình hình nhà ở của Canada nó đang bị khủng hoảng anh chị các bạn. Chỉ trong vòng có mấy năm mà, 5 năm mà, thì cái giá nhà nó tăng gần như là gấp đôi rồi. Thậm chí ở những cái nơi là còn hơn, những cái nơi mà tập trung nhiều người nó còn hơn nữa đó. Thế là không có đủ nhà ở cho tất cả mọi người đó. Giá nhà tăng quá cao. Rồi cái tình hình việc làm nữa nó cũng gặp nhiều cạnh tranh nữa anh chị các bạn. Những người bản xứ thì họ rất là nhiều người họ complain, họ phàn nàn về cái vấn đề này. Không có dễ tìm việc giống như trước đây, rồi cái lương nó cũng không có cải thiện là bao nhiêu chẳng hạn vậy. Rồi về cái cuộc sống, ví dụ là giá cả sinh hoạt phí rồi này kia, đồ ăn đồ uống rồi tiền xăng tiền cổ bắt đầu nó tăng lên. Thì bắt đầu là họ có những cái tiếng nói đó là chính phủ Canada phải hành động chị các bạn. Thì họ hành động, nó có những chính sách, nhưng mà một trong những chính sách đó là họ sẽ đánh mạnh vô cái việc là nhập cư. Thì mình thấy á, cái tình hình nhập cư nó đang rất là khó khăn. Cái ví dụ giống như là về các bạn đi du học này, bạn du sinh này đó, thì năm nay Canada cũng bắt đầu là hạn chế số lượng du sinh rồi. Họ đặt cái giới hạn là một năm được bao nhiêu người, mình nhớ là năm này chỉ được có 370 mấy ngàn người thì phải. Lúc trước thì đâu có giới hạn đâu không chị bạn. Rồi họ bắt đầu là tăng cái yêu cầu đầu vào, cũng như là về cái việc đó là cái số tiền trong tài khoản là phải tăng lên. Trước đây các bạn đi du học SDS á, chỉ cần 10.000 thôi, thì hiện tại là hơn 20.000 rồi đó, mình thấy không? Rất là khó khăn cho các bạn du học sinh. Rồi những cái bạn mà đi học cao đẳng á, thì đâu có được phép là mang theo vợ hoặc là chồng sang nữa đâu đó. Trước đây thì mình đi du học Canada ở cái bậc cao đẳng là mình được phép mang theo vợ chồng sang, người đi theo để được cái open work permit, để được phép đi làm. Cái đợt em dâu mình là cái đợt cuối cùng rồi bạn. Thì thật sự luôn là cũng rất là may mắn ha. Em trai mình đi học cao đẳng và em dâu mình sang cái dạng open work permit. Thì đậu cái đợt đó là hiện tại là bây giờ là nó không kiểm tra đi nữa rồi. Đó là rất khó khăn cho các bạn du học sinh ha. Rồi cái tình hình mà đi lao động Canada nữa cũng bị hạn chế nha chị các bạn. Tại vì là có nhiều cái báo cáo lên cái việc báo cáo lên bộ di trú Canada là nhiều cái vụ việc mua bán chóp nhiều quá, lao động bị gọi là bóc lột nhiều quá. Thì họ bắt đầu họ cũng có những cái biện pháp để mà giảm cái việc này, giảm cái số lượng người đến Canada lao động luôn. Đó là về học sinh, rồi về đi đến Canada lao động và về nhập cư nữa, xin đi định cư Canada cũng gọi là cạnh tranh khốc liệt luôn. Những các bạn ở trong hệ thống Expert Entry muốn được mời là phải từ 500 điểm trở lên.
rất là khó. Để mà được 500 điểm là phải thuộc dạng siêu nhân anh chị các bạn. Giống như là hồ sơ đẹp lắm, perfect. Học ở cái mức độ là thạc sĩ, các bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ hoặc là các tiếng Anh, tiếng Pháp, rồi có kinh nghiệm làm việc đó. Thì rất khó luôn. Còn những các bạn ở mức trung bình khá, cái phổ điểm là từ 400-450 thì gần như là không có hy vọng rồi. Ngoài ra thì cái chương trình nhập cư theo cái việc là xin đề cử tỉnh bang á, hệ thống VinVi á, nó cũng đang gọi là rất là nhiều chương trình tạm dừng. Rồi những cái chương trình khác thì tăng yêu cầu lên. Giá mạnh quá. Đó mọi người, những cái nơi mà dễ đến để định cư và để xin đề cử tỉnh bang như là Manitoba, Saskatchewan hoặc là những tỉnh bang đại Tây Dương thì họ cũng bắt đầu là họ thay đổi rồi mọi người. Trước đây thì nếu mà mọi người đi Express Entry không được thì tìm cách xin đề cử tỉnh bang. Nhưng mà hiện tại thì đề cử tỉnh bang cũng khá lấy lắm nha mọi người. Một bức tranh gọi là khá là tối cho cái tình hình xin định cư Canada trong cái thời gian sắp tới, từ 1 đến 2 năm sắp tới ha. Giá hơi mạnh ha mọi người. Thì cái giải pháp cho cái việc này là như thế nào mọi người? Thì theo cái nghiên cứu của mình á, mình cập nhật thông tin di trú Canada từ những cái người luật sư và mình cũng tham khảo từ trang web của chính phủ luôn. Thì các bạn nên muốn đi định cư Canada thì phải tập trung vô, thứ nhất là về tiếng Pháp, mọi người phải học tiếng Pháp đi. Có tiếng Pháp thì có thể là trong vòng 1-2 năm tới mọi người có cơ hội định cư Canada. Cái tiếng Pháp ở mức độ là B2 nha, CLB7 nha. Đó đầu tiên. Cái thứ hai á là mọi người cần chú ý những cái đợt rút thăm đặc biệt trên hệ thống Express Entry, Specific Draw. Những cái đợt rút thăm cho những các bạn mà có kinh nghiệm làm việc trong những cái ngành mà Canada đang cần. Mọi người chú ý á, giống như là về y tế này, y tế rồi về xây dựng nè, những cái ngành mà skill trade á mọi người, xây dựng rồi thợ điện rồi thợ sửa ống nước rồi đó, thì mấy cái ngành đó đang cần, tại vì người ta cần xây nhà nhiều á, nên tập trung cho mấy cái đó đi thì các bạn sẽ có cái cơ hội để mà định cư hơn. Còn nếu mà các bạn đi học giống như là business rồi này kia là rất là khó thật sự luôn, căng thẳng lắm. 80% mình, cái tin này là mình nghe trên TV thôi, 80% cái salary limit là cho mấy các bạn học business. Thành ra là các bạn nếu mà học ngành này thì cực kỳ là khó để mà cạnh tranh những đối với những cái đối tượng còn lại. Và Canada sắp tới họ sẽ ưu tiên cho những các bạn skill trade, những các bạn healthcare nhiều hơn là những các bạn mà có tay nghề á, tay nghề trong những cái ngành nghề tay chân giống như là nghề sửa kỹ sư rồi á, sửa nhà cửa rồi, thợ hàn, thợ điện, thợ sửa ống nước, mấy cái đó mọi người chú ý, đặc biệt chú ý cho mình nha. Rồi cho cái nghề chăm sóc sức khỏe như bác sĩ, y tá, mấy cái đó thì khỏi nói rồi, là tuyệt vời để mà cái cơ hội để ở lại, không chỉ Canada mà những cái nước khác nữa. Ok ha, đó là cái phần về Canada của mà mình muốn chia sẻ. Cái phần tiếp theo là mình nói chút xíu về cái visa 462 bên Úc nha mọi người. Bởi vì tình hình nhập cư của Úc thì nó cũng khác gì bên Canada, nó cũng hạn chế du học sinh rồi này kia, tình hình điểm số cho những cái số lượng cho những cái visa định cư giống như là 189, 190 rồi 191 rồi này kia, hoặc là 491 của Úc này nó cũng y xì, nó không khác gì mọi người. Đó, nó cũng khó khăn lắm. Và du học sinh cũng bị hạn chế, tăng tiền lên này kia. Đó, tất cả mọi thứ luôn. Thì Canada và Úc mình thấy nó xem ha. Cái tin tức mà mình thấy nó hay để cho mọi người chú ý á, là visa 462 nè mọi người. Rất nhiều chị các bạn muốn đến Úc bằng con đường là 462. Thì lúc trước là 462 là cần phải là nhanh tay lẹ mắt khi mở hồ sơ là phải đăng ký liền, hoặc là nhờ những cái bạn gọi là biết IT để mà có thể mà dùng những cái phần mềm hỗ trợ này kia. Thì nói chung là để mà có một cái lợi thế nhất định trong cái việc đăng ký, và những ai mà đăng ký được thì mới được đi ha. Hiện tại thì nhận thấy là cái nhu cầu visa 462 nó nhiều quá, chính phủ Úc bắt đầu là có một cái ý tưởng là sẽ sắp tới cái đợt tháng 7 năm nay nè, thì mình mới có cập nhật tin tức cách đây cũng 1-2 tuần rồi,
thì họ sẽ tiến hành gọi là rút sổ số. Ví dụ như là những các bạn muốn đi 462 thì cứ đăng ký hết đi, một lần đăng ký hết 25 đô là bắt đầu họ rút sổ số. Những các bạn may mắn thì được người ta chọn và bắt đầu nộp hồ sơ đi đó, kiểu vậy. Thì như vậy nó sẽ công bằng hơn ha, nó sẽ dễ có cơ hội cho những các bạn mà mới biết hoặc là những các bạn mà không có dùng được những cái dịch vụ được đó. Thì thật sự luôn nó sẽ mình thấy mình cái ý này rất là hay. Ok ha, các bạn mà để ý Visa Box số 2 thì quan tâm cái này nha. Khi nào mà mình có cái tin tức, mình có thể là mình sẽ chia sẻ trên cái group Facebook của mình Tự Xin Visa Canada Mỹ Úc, hoặc là nếu mà nhiều tin quá mình không chia sẻ hết thì mình làm cái video. Ok ha. Ok, thì đó là một cái clip để mình cập nhật một chút xíu về tình hình cá nhân, rồi về tình hình định cư Canada, rồi một chút xíu về Úc cho các bạn quan tâm theo dõi. Rất là cảm ơn mọi người đã xem đến đây ha. Thì nếu mà mọi người có câu hỏi gì thì cứ để phần comment bên dưới hoặc là vào group trên Facebook của mình. Thì mình xin phép kết cái clip ở đây và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những cái clip sắp tới. Thì mùa hè mình nghĩ mình sẽ đi chơi nhiều và sẽ có nhiều cái tin tức hay, rồi cũng có nhiều năng lượng để mà mình làm cái video hơn là cái thời gian trước ha. Ok, cảm ơn mọi người. Bye bye và hẹn gặp lại ha.